mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn món cá nướng da vàng. Thì khi mà cắt nướng da vàng đó, thì các bạn cần một con cá. Con cá này thì khoảng chừng 5-6 cao đó các bạn. Thì khoảng chừng 2,5-3 kg đó. Thì các bạn mua xong đó, các bạn kêu người ta cạo da cho nó trắng như thế này, xong rồi các bạn về các bạn rửa với muối với chanh, xong rồi các bạn chẻ cái bụng nó ra ha các bạn. Mình phải lau thiệt là khô trong cái bụng của nó, mình lau thiệt là sạch, xong rồi mình chẻ con cá xuống đến đây ha các bạn, chẻ con cá dọc theo đây đó. Thì cái món cá nướng này đó, mình làm ở nhà ăn á, thì nó tươi hơn, nó bổ dưỡng hơn là mình đi ra ngoài. Thì mình mua cái cá này á, thì nó tươi. Còn nếu mà mình đi ra ngoài mình ăn á, thì người ta sẽ cho mình ăn cá đông lạnh. Thì các bạn phải lấy giấy chùi, chùi thiệt và sạch, chùi sạch cái nước các bạn. Thì nó mình ướp nó mới thấm đó. Thì con cá này mình phải chùi bên trong bên ngoài thì là sạch như thế này ha. Thì cái nguyên liệu đó thì các bạn cho khoảng một muỗng muối, nếu mà con cá nó khoảng 6 phao đó thì khoảng một muỗng muối và nửa muỗng tiêu. Tiêu á thì mình dùng tiêu cái tiêu sọ đó các bạn, mình không có dùng cái tiêu vỏ đen, tại vì cái tiêu vỏ đen khi mà các bạn tha lên đó, nó sẽ có chấm chấm đen đen không đẹp. Còn các bạn nào muốn thơm một chút nữa đó thì các bạn cho bột tỏi ha các bạn. Cái này á, mình nếu mình cho tỏi mà mình bầm đó thì mình nướng á nó sẽ bị khét đen. Còn này mình cho bột tỏi nè, thì các bạn cho khoảng chừng 1/8 muỗng cà phê. Xong cái bột tỏi này á nó gọi là garlic powder ha các bạn, mình mua ở mấy cái chợ Mỹ đều có hết, chợ Mỹ chợ Việt Nam đều có hết. Rồi các bạn trộn đều lên cho nó thơm. Đó, thì các bạn cứ tiếp tục chà lên cái da cá như thế này, chà đều hết hết các bạn, mình chà đều lên hết. Thì nó không có mặn đâu các bạn, nó một con cá như vậy mà có một muỗng cà phê muối thì nó không có mặn đó. Các bạn chà lên vậy thì cho nó thơm. Thì cái này của mình chà luôn trong bụng nha các bạn, mình lật cái bụng ra, mình chà hết trong cái bụng. Ở đây nó còn xíu nước, mình chỉnh cho nó. Thì mình chà trong bụng, mình chà hết trong bụng. Mình chà trong bụng như thế này. Mình tiếp tục chà. Thì bây giờ mình sang qua cái mâm này. Cái mâm này là cái mâm bự để mình nướng đây, hồi nãy tới mình làm mình để bên cái mâm này để mình cho con cá nó ráo cái nước ha các bạn. Mình tiếp tục chà như vậy, chà hết con cá nha các bạn. Mình để con cá xuống đó, thì tại cái nhà mình không có cái mâm được bự lắm, mình để cái mâm này mình bành con cá ra, bành con cá ra. Nó nằm sát xuống như thế này. Mình hướng dẫn các bạn pha cái nước sốt để mình tha lên cái cá, cho cái cá có màu với cái da nó màu vàng cho đẹp á các bạn. Thì cái này các bạn chỉ cần một ít cái nước tương meji á. Thì cái này mình không có cần nhiều các bạn, mình chỉ lấy màu thôi. Thì nó khoảng chừng một muỗng này ha, nước tương Maggi á, mình cần một muỗng nè. Thì mình cần 2 muỗng dầu ha các bạn, mình cần 2 muỗng dầu đây, mình cần 2 muỗng dầu. Rồi mình cần 2 muỗng mật ong, nếu mà mật ong đậm đặc này thì mình chỉ cần 1 muỗng thôi các bạn, muỗng đầy.
xong xong rồi mình quậy lên cho đều hết các bạn. Mình quậy lên đây, mình quậy lên cho đều đó. Thì một chút mình nướng cá xong đó, mình sẽ bỏ cái nước sốt này lên, trét lên trên da đó các bạn, cho nó có mật ong, nó sẽ làm giòn. Rồi nó có chút xíu nước tương á, nó làm cho có màu vàng vàng rất là đẹp, màu vàng cánh ván, giống như là mình nướng thịt heo quay nó cũng có màu đó các bạn. Thì đó, mình quậy đây sẵn. Trong thời gian mình chờ đợi, đậu phộng mình có thể rang trong chảo hoặc là mình nướng trong cái lò oven như vậy nè. Thì mình nướng khoảng chừng nhiệt độ là 325 độ, thì các bạn nướng khoảng chừng 30 phút. Bây giờ mình nướng 15 phút xong rồi cái mình trộn đều lên. Thì cái này mình nướng 15 phút đi ha, rồi mình trộn đều lên. Cá đó thì các bạn mở cái lò lên, thì mình mở cái lò mình nướng lửa trên và lửa dưới, mình chỉnh nhiệt độ là 450 độ ha các bạn. Thì các bạn phải mở lò trước, tại vì khi mà mình mở 450 độ đó, mình phải chờ khoảng chừng 5 đến 10 phút thì cái lò nó mới nóng, thì mình bỏ cá vô cá nó mới da nó mới giòn ha các bạn. Thì trong thời gian mà mình chờ cho cái lò này nó nóng lên mình bỏ cá vào đó, thì các bạn có thể đi chuẩn bị đậu phộng rang nè, rồi hành phi nè. Chừng 10 phút cho cái lò nó nóng đó, thì cá mình đã ướp sẵn đó, thì các bạn mở cái lò ra ha. Thì thường á mình lót một cái khe ở dưới, mình chỉ phòng hờ thôi, nhiều khi dầu mỡ gì nó rớt xuống mình dễ lên đó các bạn. Thì mình bỏ cá vào, mình bỏ cá vào khoảng chừng 30 phút. Thì đây mình bỏ cá vào, thì mình lại lọt lại. Trong lúc mà mình chờ nướng cá đó, thì mình có thể chuẩn bị để phi hành tây và mình nướng đậu phộng. Thì cái hành tây đó các bạn cắt ra nó như thế này, các bạn cắt ra nó như thế này, thì cái dầu nè, khi các bạn mở đó thì mở lửa đó, cho lửa nó lớn, cái dầu mình thấy nó sôi lên hết các bạn. Thì mình bỏ hành tây vào, mình bỏ hành tây vào, mình chắc chắn là cái dầu nó nhập cái hành, xong rồi các bạn dặm lửa nhỏ lại khoảng chừng 40% như lúc ban đầu thôi, các bạn trở đều thì cái hành nó mới giòn. Thì đó, mình cho cái lửa nó, cái hành nó, thì mình cứ chờ như vậy đến khi cái hành nó vàng đó. Các bạn phải dặn lửa thiệt là nhỏ thì cái hành nó mới giòn, còn nếu mà các bạn để cái lửa lớn quá thì cái hành nó sẽ bị khét đi. Sớm một chút thì cái dầu nó còn nóng đó các bạn, thì mình vớt ra đây để cho nó giòn. Cái dầu này nè thì các bạn để lại, các bạn xào cải xào đồ nó rất là thơm. Thì cái hành đây ha các bạn, mình để đây một chút nó nguội rồi nó giòn lắm, bạn có thể coi. Tiếp tục mình quét hết lên như thế này. Thì mình quét rồi 15 phút sau đó mình trở con cá quay đầu ngược trở lại để mình tha bên kia. Rồi mình tiếp tục đậy lại. Xong rồi mình cắt ra ha. Mình cho vào 2 muỗng dầu. Sau đó mình bỏ vào microwave. Mình bỏ vào microwave 30 giây. Có cái hành phi rất là ngon. Để một hồi mình chuẩn bị mình bỏ lên cá đó các bạn, trong lúc mình chờ cá nó chín đó, thì mình chuẩn bị hết mấy cái phụ liệu để mình bỏ vào. Thì mình chờ cho đến đủ 30. Mình làm hành phi
mỡ hành. Này là mỡ hành nha các bạn. Đậu phộng sau khi mình nướng trong cái lò oven đó các bạn, thì có người thích ăn cái đậu phộng không có vỏ mình nướng không thì mình không có cần lọt. Còn cái đậu phộng mà mình nướng có vỏ đó thì mình thấy nó thơm hơn, ngon hơn. Thì mình nướng xong rồi mình lọt như thế này, hoặc là mình bỏ vô cái rổ mình bóp xong rồi mình đem ra ngoài mình quạt đó các bạn, để mình lấy cái vỏ đi, thì các bạn lựa ra nó như vậy nè, nó như vậy. Mình tiếp tục mình làm. Còn cái hành phi đó thì mình nãy mình phi xong mình để ra nó rất là giòn ha các bạn, đây nó giòn mà mình lọc cho nó hết dầu đó. Cái mỡ hành thì nãy mình cũng đã làm sẵn, mình để đây mình chờ khi mà cá nó chín thì mình trộn nó vào. Tùy theo mỗi gia đình đó các bạn, có một gia đình thì thích ăn đập thiệt là nhuyễn, có gia đình thì mình đập vừa vừa như vậy thôi, mình ăn ấy nó còn hộp hộp đó, đây nó còn hộp hộp thì mình ăn á nó thơm ha các bạn. Mình đập như vậy là hồi chừng nào mình ăn thì mình rắc vô luôn, mình còn dư á thì mình để lại. Các bạn cắt nó ra, cái giữa lằn xương sống là các bạn mình cắt ra, mình cắt cái con cá ra giữa cái lằn xương sống. Đây, cắt ra như vậy. Cá này các bạn ăn với bánh tráng nhúng nhúng nước đó, rồi mình cuốn với rau sống chấm với nước mắm. Dạ xong các bạn. Cá một tiếng đồng hồ thì cá nó chín, thì các bạn có mấy cái phụ liệu vào thì cá nướng các bạn có thể cuốn với bánh tráng với rau sống với chấm nước mắm.